Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả có chiều hướng gia tăng. Do đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn, làm lành mạnh thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết. Năm 2023 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan liên quan, phát hiện xử lý hơn 1.860 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách hơn 212 tỷ đồng. Cũng trong năm qua, riêng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 900 cơ sở kinh doanh, ban hành hơn 720 quyết định xử phạt, thu nộp ngân sách hơn 7 tỷ đồng. Qua đó đã cho thấy sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường tỉnh. Hiện nay, tất cả các xã có trồng cây sắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang vào vụ thu hoạch. Năm nay, nhiều nhà máy sắn thu mua giá cao hơn năm trước, với mức giá cụ thể là hơn 2.500 đồng 1 kg, tăng hơn 20% so với niên vụ trước. Tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nơi được coi là thủ phủ của cây sắn, với 4.000 ha tập trung tại 8 xã trọng điểm, trong đó có 1.000 ha chuyên canh. Nhà máy sắn Văn Yên có công suất 200 tấn bột một ngày. Để bảo đảm hoạt động, hàng năm cần 120.000 tấn củ tươi, nhưng năm nay qua thu hoạch, thu mua trên địa bàn huyện Văn Yên chỉ được khoảng 35.000 tấn, các địa phương khác trong tỉnh khoảng 12.000 tấn, còn phải mua ngoài tỉnh hơn 50.000 tấn. Sau hơn 20 năm tập trung phát triển vùng nguyên liệu sắn ở Văn Yên, cây sắn được đánh giá là cây có năng suất cao. Hàng năm, người dân địa phương thu về hơn 200 tỷ đồng từ việc bán củ, sản phẩm tinh bột sắn, sắn lát khô được xuất khẩu sang Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc. Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng mạnh trong dịp cuối năm, các hộ chăn nuôi đang tập trung tăng số lượng đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết. Đây cũng là thời điểm nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm bùng phát. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Trang trại của gia đình chị Thương, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện đang nuôi 5.000 con gà đẻ trứng. Dự kiến trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán tới đây, gia đình chị sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 120.000 quả trứng. Chị Thương cho biết, vào dịp Tết nhu cầu của thị trường tăng, giá trứng lại ổn định nên người nuôi gà có lãi cao hơn. Để đáp ứng số lượng lớn cho khách hàng, gia đình chị đã thực hiện việc tái đàn để duy trì tỷ lệ đàn gà đẻ trứng trên 80%. Lo lắng nhất của chị hiện nay là nguy cơ dịch cúm gia cầm. Về cái dịp cuối năm này thì thời tiết thay đổi, nguy cơ dịch bệnh là rất là cao. Vậy nên chúng tôi, những người chăn nuôi gia cầm, cũng rất là chú ý đến phòng chống dịch bệnh. Hàng tháng thì tôi có sử dụng tiêm vaccine phòng chống bệnh cúm và phun khử khuẩn chuồng trại và cải thiện về quy trình chăm sóc. Qua thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ, trong dịp Tết các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 30.000 tấn thịt lợn, thịt gà, chim bồ câu, tăng khoảng 10% so với những tháng trước Tết. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa xuất hiện các ổ dịch đàn vật nuôi phát triển tốt. Tăng cường vấn đề chăm sóc, đặc biệt vấn đề dinh dưỡng và vấn đề phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Trong thời gian này thì những bệnh trên đàn gia cầm như bệnh cúm rất dễ có thể phát sinh, đàn lợn rất dễ phát sinh những bệnh như là mồm long móng hay là bệnh tụ huyết trùng hoặc là thậm chí bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do đó thì người dân phải hết sức thực hiện chú trọng vấn đề cách ly, chăm sóc và đảm bảo là chúng ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm phát hiện sớm để kịp thời khống chế. Đồng thời, tập trung kiểm tra, lấy mẫu tại các cơ sở chăn nuôi, các chợ đầu mối và kiểm soát giết mổ, tiêu thụ thực phẩm để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.